Rồi thay sau cái sự hỗ trợ nhiệt tình của anh Nhâm luôn là Thạch sẽ mặc cái bộ giáp này ra chạy cái con mà leo hồi nãy đó. Thạch sẽ chạy hết số các đầu và chạy sẽ không thấy nhà luôn. Bữa nay Thạch sẽ cái bộ áo giáp này gài đúng đẳng cấp của đúng rồi, người phường. Lấy cái nón hiểm không? Nón hiểm cho đủ bộ. Đủ bộ anh. Mình ra phòng. Lỡ giúp anh em rồi thì Thạch sẽ làm cho tới luôn. Mặc bộ giáp này xong thì Thạch sẽ ra lấy con leo đó. Thạch sẽ leo luôn. Leo qua xe kia là leo luôn. Nón này là tầm trung của trong dàn mô tô thôi nha. Nó là xác định ở đây. Cái áo giáp này theo Thạch nghĩ là cỡ chắc cỡ 6-7 kg. Nghe nè. Mà nếu như những anh em mà tay phượt, tay đua, chuyên nghiệp mà những tay mê tốc độ mà khi mặc cái áo giáp này vào á, thì Thạch nghĩ là không sợ trời, không sợ đất, không sợ đau luôn. Đảm bảo lên chạy là đảm bảo cỡ trăm là coi như mình giống như đi bộ vậy thôi, không có cảm giác thiệt. Rồi chậm dần dần đi. Đây nha. Nóng hả? Thôi thì bây giờ Thạch để đây mặc cái quần cái đó. Không được, không cỡ nào cũng không được được. Đây. Anh không chờ nhiệt tình luôn. Thạch mặc cho được thì Thạch ra leo lên chiếc leo nha. Còn mà Thạch mặc không được là Thạch nói chung là Thạch cố gắng hết sức rồi. Rồi bao nhiêu lời giúp anh em mà để trải nghiệm cái tốc độ của chiếc leo đó, nó là bao nhiêu. Nghe cái hơi nó dữ quá mà để Thạch chọt, cố gắng chọt, mà chọt không được là Thạch không chạy luôn đó. Chọt được mới chạy nha. Thôi Thạch thấy khó khăn quá. Thôi chắc Thạch không mặc áo giáp này leo lên chiếc leo được rồi. Tại vì sao không? Tại cái size của anh Nhâm á là khác cái size của Thạch. Nếu như mà Thạch mặc cái bộ đồ này rồi vô á thì nó cũng sẽ ở đây thôi, nó không có phù hợp với Thạch đâu. Mà Thạch chỉ nói đùa với anh em thôi. Và hơi ngắn hả? Ngắn, xe 48 dạ. Của em bự xe 50. Nó ngắn hơn. Em nếu như mặc vô không vừa. Em bự xe 50. Tại em thử thôi. Em mặc thử thôi. Và làm cái gì vui gửi đến cho anh em thôi. Thì em sợ ra đây. Em thấy em không leo lên chiếc leo được đâu. Rồi thôi thì Thạch thua. Thạch mặc bộ đồ vô không vừa cho nên không leo lên chiếc leo chạy được. Thì thôi Thạch để thiếu anh em lại những khác thì Thạch sẽ trải nghiệm tốc độ chiếc leo, đợi anh Nhâm đánh đặt cho Thạch một bộ đồ. Thì mặc vừa sai của Thạch sẽ leo lên chiếc leo. Thì thôi Thạch nợ anh em nha, để lần sau Thạch sẽ trải nghiệm cái tốc độ của chiếc leo cho anh em xem. Rồi chắc Thạch xin thử thôi rồi gửi lại cho anh Nhâm. Anh Nhâm là một người rất là nhiệt tình, hỗ trợ cho Thạch mình luôn. Tính đem bộ đồ xuống nước nhưng mà Thạch mặc vừa là mang ra cao tốc trung lương á, chạy thử tốc độ luôn, nhưng mà không được rồi thôi. Thạch chào anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở clip sau.